Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu gói mì cay nhá, ngon như ở ngoài hàng, không thua kém gì, và ăn những đồ mình có thể chuẩn bị rất là tươi ngon như thế này. Trước tiên này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một gói mì cay nhá. Ở đây mình mua một gói mì cay của Việt Nam mình thôi. Sau đó mình sẽ cho mì vào, vì bản thân mì cay nấu nó rất là lâu chín, nó lâu mềm ấy. Thế nên mình cứ cho mì vào ban đầu luôn. Còn mì bình thường thì mình nước sôi mình thả vào chút ra, nhưng mì cay thì mình cho mì luôn vào ban đầu. Cho hết các gói gia vị của mì cay vào như này. Nếu bạn ăn được cay ít thì cái phần hạt ớt bột thì các bạn bỏ bớt đi nhé, đừng cho vào. Còn ăn được cay nhiều thì các bạn cứ cho hết gói gia vị của mì cay vào như thế này. Sau đó mình sẽ cho thêm gói gia vị của lẩu Thái vào ấy. Đấy, thì làm gói mì của chúng ta nó chua chua, cay cay, ngọt ngọt, nó rất là thơm ấy. Đấy, đây là bí quyết để nấu mì cay ngon ấy mà không cần phải nhiều nguyên liệu. Ở đây mình có xúc xích này, mình cũng thả vào này, thì đúng kiểu là mì cay thập cẩm luôn. Mực này, bò Mỹ này, cá viên chiên này, tôm viên chiên, còn các bạn dùng cá viên chiên cũng được. Bò Mỹ này, chúng ta thả hết vào. Rồi sau đó mình cho nước vào luôn nhé các bạn nhé. Vì khi mà nước nó sôi thì mì nó cũng bắt đầu nó mềm ra và những nguyên liệu này nó cũng bắt đầu chín, thì lúc đấy mình thả rau vào. Đấy ạ, và đun thêm 1-2 phút nữa thì rau nó chín. Rau thì phải cho rau thập cẩm nhé, rau cải này, rau lấm này, hành lá này và cải thảo đó. Đây là những cái rau quen thuộc để chúng ta ăn mì cay và hành lá nữa. Đây ạ, chúng ta chỉ cần đun sôi kỹ lên là những nguyên liệu này nó chín là mình xong được gói mì cay rồi. Và khi mà đổ ra ấy, thì cái mì nó bắt đầu nó sẽ chín dần và nó sẽ mềm ấy dần, vì nó cái hơi nóng nó vẫn giữ được, thì là mình sẽ có được món mì cay rất là ngon, chín vừa phải và thơm ngon, các gia vị đều ngon, đều chín như thế này. Đây ạ, và bây giờ đổ ra bát. Đây, cách nấu mì cay cực kỳ đơn giản mà ngon như ngoài hàng, thậm chí ngon hơn ngoài hàng. Các bạn có thể làm cho bé nhà mình thưởng thức nhé. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.